Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới quý vị một căn nhà thuộc tổ dân phố 9, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì diện tích của nó là 33m² trên sổ đỏ mọi người ạ. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà là 7m24, mặt hậu của ngôi nhà là 8m. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở. Đường ngõ thực tế trước nhà đây, mọi người có thể nhìn giúp em. Ngõ trước nhà nó khoảng tầm hơn 2m và cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 150m mọi người nha. 150m cách với đường ô tô. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà đều được chủ đầu tư ốp gạch rồi mọi người ạ. Đấy. Và với cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Với căn nhà này thì hướng nhà là hướng đông bắc. Phần hoàn thiện của ngôi nhà đã được chỉnh chu đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về và ở. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đắp đặt đầy đủ. Đây là hồ sơ nước mọi người nha. Đây là công tơ nước ạ. Với cái vị trí ở đây thì có hai căn mọi người ạ. Đây, hai căn xây dựng liền nhau. Căn nhà này 33m và căn nhà bên cạnh là 36,5m. Thì cái căn nhà 36,5m Ngọc Ánh đã quay rồi. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay cái căn nhà 33m gửi tới quý vị. Giá chào bán hiện tại của căn nhà này, chủ nhà đang chào bán 3.150.000.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và mời mọi người theo em vào cái phía bên trong của căn nhà, phần tầng 1. Đây. Căn nhà đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc xách vali về và ở thôi. Giá chào bán 3.150.000.000 này là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị chi trả cho Dung Ngọc Ánh khoảng tầm 1.3 đến 1.5 tỷ tiền mặt. Thì phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Và với những ngân hàng uy tín nhất đến từ BIDV này, MB này mọi người nha. Tiếp theo, đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Ở đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ. Toàn bộ phần sơn chính của ngôi nhà là màu trắng, tông màu trắng mọi người ạ. Gạch lát nền đây, kích thước gạch 60-60, vân đá màu trắng. Đây là cái phần, một cái tủ kệ để tivi mọi người ạ, ở cái phần phòng khách và ngăn cách với cái phần cầu thang đi lên phía tầng 2. Đó, thiết kế của căn nhà khá là hợp lý với mặt tiền 7m24 thì cái chiều dài nó vào hơi ngắn một chút mọi người ạ. Diện tích chuẩn chỉnh trên sổ đỏ là 33m², tuy nhiên từ phía dưới tầng 2 của ngôi nhà thì là có xây đua ra ở trên phía tầng 2, xây đua ra tầng 2, 3, 4 cho nên là phía trên phòng ngủ ở các tầng rất là rộng mọi người nha. Đây là cái toàn bộ cái phần phòng bếp của cái căn nhà này, thì với cái phần hoàn thiện phòng bếp cũng được thiết kế đầy đủ rồi. Tủ gỗ công nghiệp xung quanh bếp thì được ốp đá granite màu đen, và đây toàn bộ mặt bếp thì ốp đá granite. Tủ cũng như là chậu rửa, vòi rửa được thiết kế và lắp đặt đầy đủ rồi. Phụ kiện bếp đi kèm. Đây, giá bát, kệ bát chất liệu inox 304 rất là chắc chắn. Với cái phần phòng bếp này thì ở đây chủ nhà có thiết kế cho mình một cái ô cửa sổ để lấy thoáng không khí vào trong cái không gian phòng bếp này. Đây là cái không gian phòng bếp, thiết kế cũng khá là hợp lý. Ngoài ra, ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì ở tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ tiêu chí cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của căn nhà. Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người về cái vị trí của ngôi nhà này, nó cách đường ô tô khoảng tầm 150m. Tuy nhiên nó rất là gần với lại trục đường 70, nó gần với lại ngã tư đèn xanh đèn đỏ Sala, nó rất là gần với bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Bỏng Quốc gia, đi ra tới trung tâm hành chính quận Hà Đông rất là gần. Và mọi người có thể đi làm ở trên khu vực Thanh Xuân hoặc là cái khu vực ngã tư Sở xuống cái vị trí căn nhà này thì cũng không xa lắm. Hoặc mọi người nếu như làm ở khu vực ở Hà Đông thì căn nhà này cũng đáp ứng cho quý vị được cái quãng đường đi lại cũng như là cái những cái tiện ích xung quanh chợ trường phường trạm đầy đủ hết ạ. Sau đây mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để khám phá xem ở phía trên các tầng thiết kế ra sao nha. Ngọc Ánh đang ở phía cầu thang bước lên trên phía tầng 2 đây mọi người ạ. Thì cái tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng ngủ vô cùng rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là căn phòng ngủ mọi người ạ. Đó, rất là rộng. Cái phần mặt tiền của nó rộng cho nên là cái phòng ngủ này nó dài. Nó dài nha mọi người. Hai cửa, hai ban công hướng ra phía bên ngoài. Đây quý vị nhìn thực tế giúp em. Đây, cửa sổ, cửa ban công mở hướng ra phía bên ngoài.
Căn nhà này hướng đông bắc cho nên cũng rất là mát. Hai cửa này đều được thiết kế rèm cửa sẵn cho mình rồi, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện này. Nhà vệ sinh ở phía bên trong của tầng 2 đây. Đây mọi người ơi, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, bồn cầu, lavabo, quạt hút mùi, phòng vệ sinh này cũng khá là rộng. Đấy, được ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần rồi mọi người ạ. Giá chào bán 3 tỷ 150 triệu với một cái căn nhà 4 tầng như thế này. Giá cũng rất hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực. Cửa thông phòng của ngôi nhà này thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ mọi người nhá. Chất liệu rất là chắc chắn. Đây là phía tầng 2, Ngọc Anh đã review cụ thể tầng 1, tầng 2 vị trí của căn nhà này rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà nhé. Tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Còn tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài đấy mọi người ạ. Ngọc Anh sẽ vào phía phòng vệ sinh ở phía bên ngoài trước nha. Đây, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, gạch ốp lên trên tới tận trần, màu gạch cũng rất là nhã nhặn. Đây, lavabo bàn đá. Nói chung căn nhà này quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với hai phòng ngủ thiết kế ở trên phía tầng 3 này. Đây mọi người nha. Từ vị trí này mà quý vị có đi ra tới chợ Mậu Lương nó chỉ khoảng phạm vi bán kính khoảng tầm 500m thôi. Đi bộ được đấy mọi người ạ. Rất là gần. Gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, gần với trường tiểu học mầm non cấp 1, cấp 2, đi ra tới chợ Hà Đông cũng gần. Mọi người đi ra cái lên cái trục đường Thanh Xuân, Nguyễn Trãi cũng gần. Đi tắt cái nối mà đường lên chỗ The Man ở Central Park ấy mọi người ạ. Rất là gần, đi đường tắt đấy, đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì vô cùng gần luôn. Đây là cái căn phòng ngủ thứ 3 ở trên tầng 3 rồi mọi người ạ. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà này là đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, phòng vệ sinh riêng biệt. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này với cái diện tích 33m2, vị trí là thuộc tổ dân phố 9, phường Kiến Hưng thì thiết kế như thế nào. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Khi mà Ngọc Ánh vừa bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Thực tế như quý vị nhìn thấy đây, thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Và trên tầng 4 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau. Đây là phòng thờ của căn nhà. Đây mọi người nha. Phòng thờ nhỏ nhắn xinh xắn, nó khoảng tầm 6m2, 5m2 thôi. Đấy, nhưng mà cũng có cửa riêng. Đây. Và trên tầng 4 ngoài thiết kế như thế này thì ở đây còn một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đây, tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Đây mọi người nhìn nha. Đây, ban công bước được ra phía bên ngoài đây. Đấy, từ vị trí căn nhà này có thể nhìn ra được cái trục đường chính Mậu Lương kia, nó rất là gần. Nếu mà tính theo đường chim bay thì nó khoảng tầm hơn 100m thôi mọi người ạ. Đấy. Như vậy thì trên tầng 4 này đã có thêm một phòng ngủ nữa. Vậy thì cái căn nhà này, tổng thể của căn nhà có những 4 phòng ngủ riêng biệt. Và phần còn lại đây chính là cái phần sân phơi. Đây là cái khu vực để máy giặt. Đó. Và đây là cái phần sân phơi của ngôi nhà. Nhìn xung quanh ngôi nhà thì dân cư rất chi là đông đúc, cũng như là từ vị trí căn nhà này đi lại rất là thuận tiện, giao thông đi lại vô cùng hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về căn nhà này thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0903013403 hoặc 0888041414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.